Kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục tham kiếu trên kinh Niết Bàn. Hôm trước chúng ta đã đi qua biết về sự biết và không biết, nghe chẳng được nghe, biết ở đây và không biết ở đây. Đại Bồ Tát sẽ khác với hàng thanh văn và duyên giác phàm phu của chúng ta như thế nào? Bồ Tát thấy thân quyến từ quá khứ mà không nghĩ không có là tướng. Vì đây không có tướng nên từ tướng của dòng họ. Mà tướng không tịch, còn phàm phu hàng thanh văn duyên giác thì lại nghĩ là tướng tịch nên không nhìn thấy. Và từ đó mà Bồ Tát mới gọi là xưa nay. Chẳng biết và nay biết ha. Trong khi đó Đại Bồ Tát lại đặng tha tâm trí ham khác hàng thanh văn như thế nào? Thanh văn dương giác ha. Dùng niệm trí ha. Là biết tâm người, nhưng trong khi đó các cõi giới của lục đạo thì lại không biết. Nên từ đó mà hàng thanh văn duyên giác là còn hạn chế. Trong khi Bồ Tát thì có thể biết được, thì dùng niệm trí thì có thể biết được tất cả các lục đạo. Như vậy thì chúng ta thấy sự khác biệt giữa Đại Bồ Tát và Bồ Tát cùng phàm phu chúng ta là chúng ta đều chưa có tha tâm trí. Sự quy diệu của thần thông là ở chỗ này ha. Chúng ta đã thấy được nghe và chẳng nghe, biết và chẳng biết ha. Như vậy thì Bồ Tát mới gọi là Bồ Tát ha. Xưa nay không biết, nay biết ha. Vì sự không biết ha. Nên vì vậy mà chúng ta mới trôi lạc vào một vòng sinh tử. Từ đó mà mới chuyển sinh luân hồi ha. Do các nghiệp lực và nên vì vậy ha, khi Bồ Tát dùng nội tâm ha, dùng ở lại trong tâm ha, có thể nhìn thấy được từ sơ tâm cho tới tu đà hoàn ha, tức là thứ tâm 16. Như vậy thì chúng ta thấy ha, khi Bồ Tát ha, ở lại trong tâm là định tâm. Để định tâm thì tức là sẽ nhìn thấy được 16 thứ tâm, mà trong đó thì phàm phu chúng ta không thể nhìn thấy được điều đó ha. Nên vì vậy đây cũng là gọi biết và không biết ha. Thấy và không thấy. Từ đó biết ở chỗ là Bồ Tát nhìn thấy tất cả tâm, trong khi phàm phu của chúng ta thì không nhìn thấy tất cả tâm ha. Không nhìn thấy tất cả tâm. Vì vậy mà khi Bồ Tát ha, hiểu được chỗ tâm trí ha, vì ý niệm trí làm cho tâm của Bồ Tát luôn nhìn thấy tất cả các tâm ha, nhìn thấy được tất cả các tâm từ ngạ quỷ, súc sinh và các cõi Atula, địa ngục đều nhìn thấy tất cả các tâm. Và phàm phu chúng ta thì chỉ nhìn thấy được ở tâm phàm. Vì vậy mà chúng ta không biết ở chỗ này ha. Vì vậy mà chúng ta ha, xưa không thấy, nay cũng không thấy, vì trôi lăn vào lục đạo. Trong khi đó Bồ Tát lại từ lục đạo mà nhìn thấy tất cả ha, nhìn thấy tất cả. Như vậy thì xưa Bồ Tát xưa không thấy, nay thấy, vì Bồ Tát xưa là cũng là bậc phàm phu ha. Như chúng ta mà đã tu hành nên là thành Bồ Tát ha. Bồ Tát là bởi vì cao trong nhà bậc của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy việc Bồ Tát tu hành đã biết được tất cả các tâm của lục đạo, và từ đó mà từ 1 đến 16 tâm. Như vậy thì chúng ta hiểu được chỗ này.
Trong kinh Đức Phật cũng đã nói em từ sơ tâm đến đến 10 tâm 16 là Bồ Tát được biết rõ như thế. Còn trong khi đó phàm phu của chúng ta thì không bao giờ biết rõ được là 16 tâm là ở chỗ này. Vì vậy mà chúng ta hiểu được là sự biết và không biết là điều rất là quan trọng đối với thân tâm ha. Vô thường và phu chẳng thấy ha, thâu thường thông thường ha. Sự vô thường thì phàm phu ít không thấy, nhưng Bồ Tát lại thấy. Vì đó là thường trụ nên vì đó là thường trụ nên không có sự chấp ngã. Vì thường trụ nên không có chấp ngã. Nếu chúng ta hàm phàm phu còn hàm phàm phu thì xem đó là vô thường và chấp ngã. Sự khác biệt giữa Bồ Tát và Đại Bồ Tát quá và phàm phu chúng ta là thấy và không thấy, biết và không biết, đó là điểm khác nhau. Nghe và không nghe, nghe và không nghe. Vì thế mà Bồ Tát có thể biết được tất cả chúng sanh, trong khi hạng phàm phu của chúng ta thì không thể biết được tất cả chúng sanh. Như vậy thì ở đây gọi là nghe và không nghe, thấy và thấy, đó là điều tiền biết. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.